Trước nhu cầu khám và điều trị các triệu chứng liên quan đến hậu COVID-19 tăng cao, thì nhiều cơ sở y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai khám bệnh liên quan cho người dân. Tuy nhiên, với hơn 200 triệu chứng hậu COVID-19 được thế giới công bố, người dân như là lạc trong ma trận khi mà khám bệnh. Theo các chuyên gia, không phải bệnh nhân nào cũng sẽ mắc hậu COVID-19 và cũng không phải tất cả đều phải làm các chỉ định cận lâm sàng quá mức cần thiết. Ghi nhận tại một số cơ sở khám chữa bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, dịch vụ khám hậu COVID-19 có nhiều mức giá, dao động từ 1,5 triệu đến 7 triệu đồng một gói, tùy cơ sở y tế và nhu cầu của người bệnh. Theo các bác sĩ, đây là gói dịch vụ không cần thiết. Bệnh nhân có thể đăng ký khám như khám bệnh bình thường, thậm chí khám theo bảo hiểm y tế. Tùy triệu chứng để bác sĩ có những cái chỉ định, mà quan trọng nhất vẫn là hỏi bệnh sử từ trước tới giờ bệnh nhân bệnh như nào, điều trị như nào, tình trạng khi COVID cấp tính người ta như thế nào và hiện nay triệu chứng của bệnh nhân là gì. Sau khi hỏi bệnh sử, bác sĩ phải thăm khám lâm sàng rất là tỉ mỉ để tìm ra thực sự có phải những dấu hiệu bất thường nào không và những dấu hiệu bất thường này hướng về cơ quan nào bị ảnh hưởng. Để từ đó mới cho xét nghiệm, chứ không phải là bệnh nhân hậu COVID vào là mình làm tất tần tật mọi thứ. Trước tình trạng loạn giá dịch vụ khám sức khỏe hậu COVID-19, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản chấn chỉnh việc tổ chức khám sức khỏe hậu COVID-19. Theo đó, Sở Y tế Thành phố yêu cầu không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, kể cả các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu. Không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người bệnh hậu COVID-19. Công tác tổ chức khám chữa bệnh cho bệnh nhân hậu COVID ngoài những quy định của pháp luật, ngoài những thanh toán của bảo hiểm y tế, của viện phí hay những gói khám sức khỏe thì cần lắm sự thấu hiểu, sẻ chia và cá thể hóa từng nhóm đối tượng của bệnh nhân sau mắc COVID. Việt Nam hiện có hơn 2,5 triệu người mắc COVID-19. Nhu cầu về khám tầm soát hậu COVID là rất lớn. Bộ Y tế cần có những cái hướng dẫn cụ thể rõ ràng hơn về những cái gói tầm soát hậu COVID này để tránh mỗi nơi làm một kiểu. Bên cạnh đó, những cái di chứng mà để lại, họ cần có được những cái chế độ bảo hiểm phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định hậu COVID-19 là một trong những mối quan tâm chính của ngành y tế trong năm 2022, đồng thời sẽ xây dựng chiến lược mô hình quản lý điều trị phù hợp.